Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 22 tháng Giêng niên Giáp Thìn. Đây là ban trị sự của xã Bình Mỹ, cũng là huyện Châu Phú của quê hương Bích Giang là quý vị. Đây là Bình Mỹ. Còn Bích Giang thì ở Bình Long. Cũng có buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ở hội trường, còn đây là trước cửa của ban trị sự. Đây là quang cảnh phía trước nha quý vị. Ở đây nó cũng ở trong nông thôn nha quý vị. Rồi bây giờ Bích Giang sẽ đi vào hội trường nha quý vị. Dạ thẳng rồi mở luôn đó. Thì nghe nói Anan là một cái người đẹp trai tuyệt cảnh. Nghĩa là Anan chưa từng có ai đẹp như Anan. Do vậy cho nên khi mà ông xuất gia tu tập á, là gặp đó là ma nữ Ma Đam Già. Gặp cái nàng Ma Đam Già, Ma Đam Già cứ đeo theo rồi. Nó đeo theo mà thương giết ông Anan và mong cầu hay là cưới được ông Anan làm chồng. Và sau cùng nhờ đức còn hơi xác thể đẹp như hoa, hơi dứt đi rồi xác đã ra, dẫu kéo lo sau cùng tính trước thì ra xác thịt với làn da. Nghĩa là chúng ta quán thân bất tịnh, nghĩa là mai mốt đây cái người này mà lỡ nó bị cái gì đó, nó bị xe đụng hay nó bị chết cái gì đó, mướn mình ngủ với cái người đó một đêm đó mình ngủ không? Mướn cái gì đó nói mà tôi yêu thương cái gì thì cứ lớp vô mà hung hít cái gì đó vô thương à, cho vậy cho nên khi mà quán thân bất tịnh được như vậy đó thì nó kềm chế được cái lòng tham dục của mình à, cho nên đức thầy mới dạy mình là nghe rành chánh pháp có tài tâm chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta nghe rành chánh pháp thì chúng ta biết được cái quả và chúng ta biết quán thân bất tịnh, đó là cái tiếng cộng người thứ ba. Và còn lại cái tiếng phòng ngữ thứ tư để bài trừ tà dâm nữa đó là noi theo những tấm gương trung kinh thiết liệt của người xưa. Nghĩa là chúng ta đọc sách tấm hiền, chúng ta tu, chúng ta sẽ nghe thiết liệt của người ta. Quý vị thấy cái tấm gương trung kinh thiết liệt như vậy. Hay rồi hoặc là người nam mà sau khi vợ mất rồi đó, người ta ở quá như vậy trọn đời để rồi là lo sự nghiệp, để lo cho danh sao, cho đất nước, để lo cho dòng họ, cho con cháu đời đời tiếp kiếp, để là giữ tròn cái đạo phu thê cho đến thác, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, y theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Tức là hôm nay đây chúng ta là người học đạo, chúng ta muốn làm Phật, chúng ta muốn làm tiên, thì ít ra chúng ta cũng phải làm được một cái con người có đầy đủ trung tâm tiết liệt giống như người xưa, chứ không phải người xưa làm được, mình làm không có được. Thế là vợ mới chết đâu 2-3 tháng gì ra đường bắt đầu nheo nheo nhướng nhướng đầu này đầu kia rồi, vậy đó thì làm sao được tu cái nỗi gì tu vậy là tu làm sao. Rồi thầy dạy là nghe rành chánh pháp có tà dâm, rồi tiếp đến hai câu cuối là phù sanh dược mộng đời lao khổ tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Phù sanh là gì? Phù là nổi, sanh tức là kiếp sống của con người mà mình sinh ra trong khỏi đời này nè, nó như là bọt bóng, nó như là bèo trâu vậy, nó nổi mền bồng trên mặt nước vậy. Nước trâu xuôi đi qua bên đây thì nó qua bên đây, nước thổi về bên kia nó qua bên kia,
Đức Thầy nói câu này, thí dụ hai chỗ, kiếp sống của con người sinh ra trên cõi đời này như là bọt bèo, như bọt bóng, nó trâu dạt đầu này đầu kia. Tức là cái kiếp sống của con người ta không có cái gì là bền vững, không có gì là chắc, mà chúng ta ngồi đây rồi ngày mai, ngày mốt đây, không biết ai là cái người phải gánh mặt trong cái buổi này, phải ra đi trong buổi này. Giống như là phù sanh là nhược mộng. Nhược là gì? Nhược là yếu ớt. Mộng là giấc chiêm bao, là giấc chiêm bao nhẹ nhàng, giấc chiêm bao yếu ớt, giấc chiêm bao không có, giấc chiêm bao an phận. Nghĩa là chúng ta đến cái cõi này giống như ở quán trọ vậy, gặp nhau từ sáng tới giờ mình bắt tay nhau rồi mình gật đầu mình chào chú ruột, chú ruột nghe pháp mà sao kỳ vậy chứ. Dạ gái đâu đi sớm đi cái đầu có tim luôn, anh đi về quê của anh ở đâu đi về đó, đâu đi về đó. Thì cái cõi đời này, cái câu này đã dạy rất nhiều nơi trong sáng giảng đó, nghĩa là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ và ở trần như bọt nước làm mây. Thân ta còn trải đó mai đây thì của ấy khi tan khi hiện, tất cả đều đã rời, tất cả đều phải tan như mây khói. Nghĩa là cuộc sống nhược mặn đời đau khổ, cuộc đời này khổ đau lắm. Tất cả những điều mà chúng ta thấy trên đời này như là giấc mộng giả mà không, không có thật. Và con người của chúng ta cũng phải trâu dẫu trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Do vậy cho nên câu cuối cùng Đức Thầy dạy phải tỉnh trí tuân thân khỏi lạc lầm. Không có cái gì bằng là chúng ta phải tỉnh trí. Tỉnh trí nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Chúng ta có được cái gì mà tồn tại cái gì, và có ai mà sau khi đi mang theo được cái gì gì đó, hay là tất cả đều luôn bỏ lại. Tôi nhớ ngày xưa, nghĩa là tổ sư Pháp Lo, tổ sư Pháp Lo trước khi còn đi là con có một cái bài giảng dạng dây cắt đứt thân tâm sự nhà, hơn 40 năm giấc mộng đã tàn, giả biệt xứ đường theo hỏi nữa, bên kia cánh gió gặp bên tay. Nghĩa là dạng dây cắt đứt thân tâm sự nhà, nghĩa là chúng ta tỉnh trí luôn thân, buông bỏ hết tất cả những phiền não ai cố ai đạt được trong cõi đời này, thì thân tâm của chúng ta sẽ được an lạc, không còn rạp rào, không còn đau khổ, không còn gì nào. Và chúng ta nên biết vậy thì chắc chắn chúng ta khỏi lạc lầm. Khỏi lạc lầm ở đây là gì? Tức là chúng ta khỏi phải đắm chìm trong ba cõi sáu đường này nữa, chúng ta khỏi phải làm gà làm vịt nữa, chúng ta khỏi phải sanh ra trong những nơi xấu ác nữa, mà chúng ta luôn luôn trở về với cái chỗ thanh tịnh an lạc, nên là rốt ráo của tâm lý nhập vào. Cho nên đó là cái câu cuối cùng là Đức Thầy dạy chúng ta sáu cái câu trên là Thầy bày chỉ cho mình tất cả những cái xấu ác, những nỗi khổ đau trong một con người, trong cõi đời này, trong kiếp sống này. Thân sửa dạy thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn, sửa tầm buông thành phật thánh. Tức là ngầu đâu cũng sửa để thầy mới mau. Kỷ hiền tâm đức chùi nam ra tâm lập kỷ thì tham ra nhập. Cho nên trí tu thân khỏi lạc lầm, tức là khỏi phải bị xa đọa, khỏi phải bị sanh tử trong ba cõi sáu đường. Chào đó chị. Là cái câu của chúng ta. Và xin thưa quý vị, để tóm ý lại thì trong tám câu này Đức Thầy dạy chúng ta đó là tiến thể từ bi qua hiện trần, hiện lòng tham trần hiện tinh năng, trần gian sai đắm đến màu sắc tình độ giác thiền thì được tâm. Tức là Đức Thầy có biết là ngày hôm nay đây Thầy để lại cái quyển sách nhật ký dân giáo lý này đó, đó là trong đó có đầy đủ những công án, đầy đủ những pháp môn tu tập thật là huyền diệu, thật là cao sâu, thật là màu nhiệm. Nhắn mà lo nghiên cứu tìm tòi học hỏi trong đó mà tu hành đi, nhất là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn dễ tu dễ hành, là một cái pháp môn thế cơ thế lý phù hợp với chúng sanh ở trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, nhất là đối với người cư sĩ tại gia của chúng ta. Nghĩa là một cái pháp môn có công năng lưu mình về nơi giá, về cái nơi cô bấm chữ lên không có vô đó, cô bấm đúng chữ nó mới vô.
rồi biết đến thầy dạy là phải rõ nghiệp duyên trần đấu tạo nghe đạt chánh pháp bất tà dâm. Còn với con biết có cách Zalo chung ta cách Zalo nữa, Zalo nữa con gửi clip qua. Thì đó là con mở TV cũng có nữa. Trong nhiều đời nhiều kiếp mà giờ này nó đã tỉnh nghiệp lại, nó đã đến với mình ở đây chứ không phải là không chờ. Cái này mình cô nữa hả? Mời là mời lại đi. Người kia, tại sao cho cái ông này đẹp quá, người kia xấu quá, người này giàu quá, người nọ nghèo quá? Không phải như vậy, mà tất cả giàu nghèo đẹp xấu hơn hư đều do chúng ta tạo. Cái là phải nhớ vậy. Phải rõ việc duyên cần đấu tạo, nghe rằng chánh pháp gốc là danh. Tức là phải học hiểu cái lý thường tận, phải học hiểu rõ ràng cái lời mà Đức Thầy đã chỉ dạy, những cái lời lẽ mà Thầy đã rút tỉa trong Tam Giáo Á Đông, các Phật Thảo Nho được ghi trọn vẹn trong công chỉ hành đạo. Và phải lấy đó đem áp dụng ra cái bài trừ cái bằng được tài danh. Không ngàn cháy kìa. Đó là một trong đức đạo trong hàng ngàn. Vậy là bác kia lên trên nhìn bây giờ rõ thấy chú. Kệ ở quyển sách nhạc thứ năm và chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng. Và trước khi trước lời cũng xin kính chúc cho toàn thể chư quý đồng đạo của chúng ta đang cố gắng tu hành được y như lời mà Đức Thầy đã chỉ dạy đó. Chào bố nghe. Là luôn luôn lúc nào cũng chẳng còn sao động. Tí ta tỏ rạng như canh rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoài, dứt tuyệt hết sự phàm trần và lành lướt đi đến cõi giải thoát. Xin cảm ơn quý vị chú ý lắng nghe, trân trọng kính chào. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn phần trình bày diễn giải phân tích rất là mạch lạc và sâu sắc của giáo lý viên đề nghị Quang Minh. Xin nghỉ giải lao 15 phút. Kính mời quý vị nghỉ giải lao 15 phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chào chú. Bữa nay mất đi đám thất luôn. Hả? Bữa nay ở lại đọc nhãn rồi không có tiền trả. Không ra ông chốt mất tiền của đọc đâu. Hả? Gái quý cô này nha. Đâu ô cô à. Đấy vậy năm cũ qua năm mới mới được gặp. Bán ở đâu mời bán đâu? Không gì biết gì. Có bán ở Vĩnh Dung. Có thử gì biết gì? À, Vĩnh Hình Dung lịch tháng sau. Vừa chưa mới vừa đâu chưa nữa.
Rồi chứ con thấy có lịch gửi rồi đó. Quay chưa gọi, quay chưa gọi sao á? Ăn uống được phải không? Giờ lấy cái mình lấy cái hiệu gì à, vô Bích Giang với Bích Hợp hai kênh. Chào cô bà. Chào con à. Dạ. Chào chị nha. Mới nói chuyện vô. Giờ nó áo qua mà nó qua tới hả? Chiều có bắn á. Thấy chiều chưa? Rồi, thấy rồi. Dạ dạ, anh sẵn đây xem nè. Đây là tổ đại nước của ban trị sự xã Bình Mỹ không quý vị. Dạ dạ. Chào chị nha. Hôm nay đi quay chứ này nữa đó hả? Dạ. Ly mới nhà để lại cho ai uống luôn. Chào đồng đạo. Thêm cái nữa cho bà ăn qua. Rồi rút lên vô hết đi. Đến thành thiết giảng giáo lý Phật giáo và đạo ở hai chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý chương Lê Minh Khâm ban phổ biến giáo lý trung ương gặp ở dưới đề tài tìm hiểu ý nghĩa bốn câu trong bài chúng thầy do ông Lâm Văn Hóa ở lớp xuyên chúng thầy đã viết vào tháng năm Tân Tỵ tại Bạc Liêu đành rằng ở thế cả nhân dân mà chỉ là ban sửa ý đạo định chữ chỉ là tan điều từ thầy rút lại không còn. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý. Quan vị sự trung ương giáo hội giáo hoàng hảo cũng là giáo viên của anh sự trung ương
Kính thưa tăng nhân quế, chủ ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở xã Bình Mỹ và các vị chị viên trong ban trị sự giáo hội Phật giáo xã Bình Mỹ. Kính thưa các vị trưởng ban, phó ban, các vị chị viên ở các ban trị sự xa gần đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý đồng đạo hảo tâm, toàn thể quý đồng đạo thân mến. Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng của năm Giáp Thìn 2024. Và chúng tôi rất là vinh dự được ban bổ kiền giáo lý ban trị sự trung ương giới thiệu về xã nhà tại xã Bình Mỹ, xã nhà của chúng tôi để gặp gỡ và trao đổi cùng quý đồng đạo về ngày trong giáo lý của tổ thầy. Lời nói đầu tiên xin được gửi đến quý vị lời chào đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Có vắng vẻ lắm gì, làm ghê vắng vẻ lắm. Nhưng mà khi mà Đức Thầy chữa bệnh độ đời, kiến pháp độ đời, danh tiếng Đức Thầy rất là gian rộng. Và nhiều người, nhiều thành phần trí thức đến để mà thử thách Đức Thầy, có quy ngưỡng Đức Thầy, xin Đức Thầy chữa bệnh, rồi nghe Đức Thầy kiến pháp. Và Đức Thầy đã thuyết phục rất bảy nhiều thành phần trong cái thời kỳ đó. Rồi quý vị thử tưởng tượng coi, chàng trai còn trẻ tuổi như vậy đó mà làm sao mà thuyết phục được mấy ông nhà no khó tánh, mấy ông già no khó tánh, ví dụ như là ông chính diện đó chẳng hạn, đâu có phải dễ gì mà thuyết phục những hạng người đó, đâu có phải dễ gì mà thuyết phục được các cái vị bác sĩ như bác sĩ Cao Kiều Lợi hay là bác sĩ Trần Nhật Tâm, đâu bao giờ mà dễ dàng mà thuyết phục được những cái vị luật sư như là luật sư Mai Văn Dậu, đâu bao giờ mà thuyết phục được tất cả những thành phần trí thức, những cái nhà mà được xem như là khoa học đến gặp Đức Thầy đều phải quái phục nhờ và đi hưởng. Cho nên chúng ta là có mình nên tuyệt đối với Thầy mình là một việc Phật. Giáo lý của Thầy phải giữ dạy cho mình dù thân tử màu lớn thành giới an lành. Cho nên trong tác phẩm này, tự nhiên. Bên cạnh đó có những người đã làm đến Thầy. Ví dụ là những chị còn chị nào khi cứu rồi thì bà đang đi ra tới với Thầy thì hãy tham mạnh dùng hỏa làm kéo sợi. Ông đó là ông làm cái bài thơ làm gái chào chú ba nha. Ở đâu có cô này đó. Đây là trưởng đoàn cầu nguyện, đây là trưởng đoàn cầu nguyện ở xã Bình Mỹ. Bỏ luôn đi, bỏ luôn đi, cơ Long luôn, rửa bên Long luôn. Và cũng có những người khác tôn giáo, người ta đến nguyên của Đức Thầy. Cho nên có rất là nhiều thành phần đã đến với những cái thầy có những mái đứng những cái thầy có những phần cấp đó, số vị thì làm những cái bài thi để mà hỏi, để dẫn hỏi đức thầy phương pháp pháp sinh trong này. Ví dụ như khi đức thầy ở đại học liên quan tới ông dẫn hỏi đức thầy đại lý của bài thơ đó là ông nói rằng cái nợ thế gian là cũng quá nhiều, mặc dù ổng hết đầu ổng tu hành nhưng bây giờ làm sao làm cách đào để mà cho nó hết cái nợ thế gian này để mà tu hành khỏe. Ổng làm một bài phát ngôn cái cú của quý vị đã được nghe, còn đạo người đọc
ta hồng nợ ấy trả song song, chí dốc từ bi cõi đất lòng, nhân đạo còn mang chưa sự trọng, nghĩ sao giải thoát nợ tan hồng. Nghĩa là nói rằng cái nợ đời nó quá lớn, nó quá nhiều, trả không bao giờ hết. Mặc dù ổng chí dốc, ổng quyết lòng tu ra cái hạnh từ bi thì sao, nhưng mà cái cách nào đây thầy chỉ cho con cái cách nào để mà con trả cho hết cái nợ này để con đạt được cái quả vị giải thoát. Cái thầy mới đáp lại cho ổng bằng hai cái bài Pháp Môn Tứ Cú. Và hôm nay đây chúng ta lấy một bài Pháp Môn Tứ Cú để chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu coi coi cái thầy trả lời cho ổng bằng cách nào. Và trả lời trong văn tự hóa cũng có nghĩa là trả lời hết cho tất cả mọi tín đồ chúng ta. Dựa vào những cái lời thầy dạy trong cái bài trả lời đó mà chúng ta tu hành, nhất định sẽ đạt được kết quả. Cái bài mà được thầy trả lời hôm nay chúng tôi xin được làm chủ đề để mà phân tích hôm nay đó là: đành rằng nợ thế đã chưa xong, mà biết ăn năn sửa đáy lòng, niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp, thiền từ thầy trước đại non bồng. Bốn câu là cái gì? Bốn câu mà nó cô động, nó cô động là cái tinh hoa của cái con đường mà đức thầy chỉ mình đi. Nếu mà ai mà thực hiện được những cái lời dạy trong bốn câu giảng này, thầy hứa rằng đức thầy thề rằng thầy sẽ dắt mình đến khỏi non bồng. Đó là câu kết thiền từ thầy rất đại non bồng. Gán cảm ơn mẹ yêu. Rút ra cái bài học để chúng ta ứng dụng trong cái quá trình tu hành hàng ngày của mình. Bây giờ để đi vào nội dung của đề tài, trước nhất chúng ta tìm hiểu từ ngữ cũng như là đại lý của từng câu. Sau đó thì chúng ta tổng kết lại những cái lời của thầy dạy trong bốn câu giảng để rút ra những cái bài học để chúng ta ghi khắc trong lòng mình, để mà chúng ta nhớ, để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Câu thứ nhất: đành rằng nợ thế đã chưa xong. Đức thầy đã đáp với ông rằng ông hỏi là tan còn nợ ấy trả sao xong. Ông hỏi rằng cái nợ đời trả sao cho hết. Đức thầy đã đáp rằng đành rằng nợ thế đã chưa xong. Đành rằng nghĩa là gì quý vị? Đành rằng là một cái từ ngữ mà nói lên một cái điều gì đó mà mình ráng cố gắng mình làm, nhưng mà làm chưa có được trọn vẹn. Những cái từ ngữ mà cùng chung ý nghĩa, ví dụ như cho rằng hay là dù rằng, đó là những cái từ ngữ mà đồng nghĩa với đành rằng. Đành rằng bởi vì chặt đâu có vô, chặt không có vô. Đành rằng có nghĩa là một cái sự việc gì đó mà mình thực hiện chưa có được hoàn chỉnh, chưa có được tốt đẹp. Đành rằng nợ thế trả chưa xong, có nghĩa là cái nợ thế gian này ông Phan Châu Bá trả chưa hết. Mặc dù rằng cái nợ thế gian, cái kiếp sống của con người ông đã dai, đã mượn ở thế gian này, ông có trả, ráng trả, nhưng mà trả chưa hết. Bây giờ cái chìa khóa ở cái câu này là nợ thế. Nợ thế là cái gì? Mình đã nợ những gì ở thế gian này, và Đức Thầy có dạy mình có cách trả hay là không, và chúng ta đã trả được hoàn toàn chưa? Xin thưa với quý vị là trên đời này chưa có ai mà tự cho mình là toàn thiện. Chị nghe. Chưa có ai nói rằng tôi là đã trả hết cái nợ đời này rồi. Nợ thế gian là những cái ràng buộc mà mình đã tạo tác, những cái nhân thiện ác từ ở kiếp này hoặc là nhiều kiếp trước, nó tích lũy, nó tồn đọng lại, và chúng ta có một cái hoàn cảnh ở trong cái thực tại này, chúng ta nhận lấy một cái hoàn cảnh ở trong thực tại này, thì nợ thế gian, nợ thế theo như cái nợ thứ hai mà mình phải tránh đó là nghiệp nợ. Đó là nghiệp nợ. Nghiệp nợ tức là 10 cái điều ác mà nhất định mình phải tránh. Nghe chạy chú ba nha. Tránh là mình ghi nợ mới, tạo nợ mới, mình ghi sổ mới. Trời Phật Thánh Thần sẽ ghi chép cái tội của mình, và mình sẽ bị đọa lạc, mình sẽ bị luân hồi để mình trả cái nợ đó. Cho
cho nên trả sạch cái nợ cũ mà đừng có gia tạo cái nợ mới. Tức là chúng ta đã hoàn thiện người dân nào là làm tròn trách nhiệm của mặt của người dân làm việc. Cụ thể tôi sẽ hiểu hơn. Ví dụ như bây giờ quý vị ở nhà, quý vị kiếm tiền đi vay ngân hàng 100 triệu đồng tuổi rồi. Là bốn cái nợ mình đã thiếu đó. Rồi bây giờ quý vị quyết chí làm ăn, lo kiếm tiền trả cho được 400 triệu đó. Là quý vị tự định mệnh nợ. Nhưng mà biết đâu trong cái quá trình mà mình sống đây, mình tạo thêm những cái nợ mới, là ghi sổ nợ mới, là dài thêm nợ mới. Ví dụ như quý vị sát sanh, tạo nợ mới đó, ghi sổ nợ mới đó, đợi mà cắt của người ta là nợ mới đó, ăn nợ tài dâm rồi nó nợ mới đó. Nói là nói thử thì quỷ ngôn ác khẩu giận thử là ghi nợ mới. Và cái tâm mình khởi lên những cái tư tưởng độc ác, tham lam, sân nộ, mê si là mình tạo nên nợ mới. Cho nên mình phải trả những cái ân nợ đó và đừng có tạo thêm nợ mới nữa. Như vậy là mình hoàn thiện đạo nhân, là mình đã làm tròn cái trách nhiệm của bổn phận con người trong cái sau này. Vậy thì bốn cái ân nợ mình đã thiếu, mình phải trả. Quý vị nói tôi đâu có thiếu nợ đằng gì ai đâu, sống trên đời thì tôi đâu có thiếu nợ đằng gì ai. Thiếu cái gì? Mình đang thiếu nợ rõ ràng. Nếu mình thực sự là Đức Thầy đã chỉ, chúng ta thấy mình có cái kiếp sống này, mình có bàn tay, có khối óc này, mình đã nợ bốn cái nợ, mình đã dai rồi bốn cái nợ, mình đã xài rồi bốn cái nợ, rồi mình đã thiếu cái nợ thứ nhất. Đó là cái nợ mà tạo ra cái thân xác này. Okay, chào cháu. Cái nợ từ tổ chào đồng đạo ô long vậy. Cái công ơn sanh thành dưỡng dục mà mình đã nợ. Không có cha mẹ mình, không có ông bà không thì không có, không có tổ tiên thì không có ông bà, không có ông bà không có cha mẹ, không có cha mẹ là không có mình. Cho nên mình đã có được cái thân xác này là mình đã nợ từ ông bà, tổ tiên, cha mẹ của mình. Nhất định là phải trả. Và trong thi văn giáo lý, Đức Thầy dạy chúng ta cái cách lên trả cái ân tổ tiên cha mẹ này rất là rõ ràng. Cái mà nói về trước ân đó, chúng ta đã nợ từ tổ tiên cha mẹ mình cái công ơn sinh thành và dưỡng dục. Cái công ơn này nó lớn lắm, công ơn này nó to, nó lớn như trời cao như biển cả. Mà không phải chỉ ở trong đạo Phật mới chỉ cho mình thấy công ơn này, mà ngay cả trong cái kiếp sống của ông bà mình từ ngày xưa tới giờ lưu truyền lại, ông bà mình cũng đã thấy được công ơn này dạy cho con cháu và ta nhau. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước nguồn chảy ra. Quý vị thấy cái câu đó nói đến cái công ơn tổ tiên cha mẹ quá lớn. Hay là ơn cha nặng lắm hay ơi, nghĩa mẹ bằng trời những tháng cũng mang. Đó là cái công ơn quá lớn mà ông bà tổ tiên đã dạy cho con cháu mình. Và bây giờ mình biết để mình nhớ công ơn đó một cả. Và trong sách thánh, tức là sách Tứ Thư Diệu Kinh của Phật giáo đã dạy cho con người ta cái công ơn sinh thành của chục này bằng chính chữ chù lao. Trong kinh Phật dạy cái công ơn tổ tiên cha mẹ mình đã nợ bằng 10 triệu ân. Và quý vị thử hình dung cái từ cái lúc hai nặng đẻ đau cho đến khi mà cha mẹ mất, cái công ơn này cho đến khi mà mình lớn khôn lên, công ơn mình nó lớn không thể tưởng tượng được. Và trong 10 triệu ân có em đi rồi em quay tự nhiên không bao giờ cả. Thật sự là mình không cả. Nói để sao vậy em hỏi coi. Vậy lâu nào không giữ đúng không? Cho chúng ta biết là mình nợ tổ tiên cha mẹ được cả. Ví dụ như cái nợ nghĩa hành chất. Dạ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là con xa bằng ba mẹ đâu. Cha mẹ nhớ là cha mẹ đâu có. Không, con quay về là con đăng luôn. Vậy quay cái này về con mới ấy vô con mới đăng lên. Dạ, quay video vậy. Thực sự là mỗi khi mà mình đi đâu đó mà về kể là cha mẹ mình ngồi đó chờ thao thức chờ đợi. Một cái ơn nợ khác mà không bao giờ nặng nổi. Chỉ có tu hành giải thoát có thể cứu vớt được ông bà của thiên cha mẹ. Đó là dị tạo ác nghiệp. Trong 10 điều ân có cái ân gọi là dị tạo ác nghiệp. Dị tạo ác nghiệp có nghĩa là gì?
có nghĩa là vì mình đấy nè, vì con đấy nè, mà cha mẹ chỉ tạo, có nghĩa là vì con mà cha mẹ tạo ra những điều ác. Mà trong thực tế này nó đầy dẫy những cái sự gì có xảy ra. Ví dụ như con mà bệnh á, nhà nghèo của con mà bệnh á, con mà bệnh ở trong hội trường này con không có bỏ sót ai hết mà. Dám đi ăn chợ cắt người ta để mà lấy tiền em về dưỡng được cái con, hoặc là có thể vì cái tương lai cái hạnh phúc sự tốt đẹp của con cha mẹ có mua gì đẹp Phật để cảm biết người có thể làm được những điều đó để lo cho con có được cái sự hạnh phúc an lành. Cái gì thử tưởng tượng có thấy cái ơn đó mình bỏ, cái ơn đó mình trả hậu lắm. Bây giờ trả học nổi ơn, mà bây giờ không biết bây giờ cha mẹ ông bà mình nhỏ chứ ba đường mát mà bị xuất ra địa ngục cái dưới thì mình sẽ làm sao mình trả đâu. Thì đó là nói về cái ơn người đã thọ đã mang trong cái sau này thầy dạy cái nợ thế có cái nợ cái ơn chứ. Và đức thầy có dạy mình cách đền ơn gì có và rõ ràng lắm cái gì. Khi cha mẹ còn sống và khi cha mẹ quá già, đức thầy đều có dạy những cách tình đó. Khi cha mẹ còn sống có dạy ra điều hai dạy phải nên ráng nghe lời, phải hòa hảo với điện vinh, phải tạo một cái cuộc sống đẹp tốt đẹp cho gia đình và cha mẹ vui. Và phải cầu cho cha mẹ được thăng long đức thọ. Nhất là khi cha mẹ còn sống là phải nuôi dưỡng tốt đời. Không để cho cha mẹ đói khát, không để cho cha mẹ thiếu thốn thuốc men. Mà khi mà bệnh hoạn thì đó là cách mà đền trả cái ơn đại phái là như vậy. Mình đứng. Em đi dưới xe. Dạ. Được không? Vậy là bữa nay chú giữ xong về nữa phải không? Dạ, còn sao anh đúng không? Mình được, không làm là... Còn đòi thấy, chứ không làm thấy. Mời, gặp lại.
đi như vậy tôi biết là mình chở đi chạy. Rồi, tự một mình cho nó dễ. Cô kiếm ai? Điện lát ra về kiếm thấy mà. Chắc chắc cái sao đó. Chào. Cô bảy miền Tây nè nghe quý vị. Năm cũ qua năm mới mới gặp được cô bảy miền Tây quý vị ơi. Kính thưa quý vị và đồng đạo, vừa qua chúng ta đã chăm chú theo dõi hai đề tài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng ban ngành đoàn thể xã Bình Mỹ. Kính thưa đương quý đồng đạo, kính thưa quý vị quan khách, thuốc thời gian của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đến đây đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Hôm nay được đón tiếp nhiều vị khách quý, giáo lý viên ban phổ truyền trung ương, ban trị sự các xã bạn và một số đồng đạo trong và ngoài xã đến tham dự. Sự nhiệt tình theo dõi của quý vị đã làm cho buổi thuyết giảng tăng thêm phần long trọng và trang nghiêm. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Mỹ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, ban nhân dân các từng cánh một đã tạo điều kiện và quan tâm giúp đỡ bảo vệ an ninh trong thời gian diễn ra buổi thuyết giảng giáo lý. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách cùng đương quý đồng đạo cha đồng nhận lời mời đến tham dự đầy đủ. Xin chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp tài vật hỗ trợ cho buổi thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Đặc biệt xin cảm ơn giáo lý viên trung môn Nguyễn Văn Thịnh Tính và Lê Minh Công đã đem sự tu học, nghiên cứu, kinh nghiệm trình bày sâu sắc, mạch lạc, rõ ràng nhằm nâng cao kiến thức
trình độ giáo lý có tín đồ việc tu thân hành thiện đúng theo chánh pháp vô vi chân truyền và tu chỉ hành đạo của Đức Tôn Sư ta đã dạy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ba thị sự Phật giáo Tòa Hảo xã bạn chẳng quản ngại đường xa xa xôi gác lại công việc trở về đây tham dự hỗ trợ chánh pháp với tinh thần đoàn kết nói lên kính thầy trọng đạo. Kính chúc quý quan thân được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính chúc tư quý đồng đạo dạng sự lành tu hành tinh tấn cho đến ngày viên thành đạo và đến đây chúng tôi xin chân thành tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ nhất năm 2024 tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Mỹ. Xin trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ Đức Phật kính thầu, kính lễ Đức Thầy kính thưa xong, mời quý vị an toàn. Dạ xin lỗi. Kính mời quý quan tác và quý đồng đạo ở lại dùng cơm với ban tổ chức một bữa cơm chay thân mật. Thời gian còn lại đọc sấm nhạc thi văn của Đức Quỳnh giáo chủ có nội dung giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cho đến 21 giờ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 22 tháng Giêng niên Giáp Thìn, này là buổi dùng cơm của ban trị sự xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang rồi quý vị. Buổi thuyết giảng vừa xong, bây giờ tới buổi dùng cơm quý vị ơi. Thank you.
Mày có chưa? Hai chú bốn mươi dạ, gái ăn sao đây cho mấy chú lên phim nữa hả? Mấy chú cứ tự nhiên. Tự nhiên nó chào chú trưởng ban nha. Mày dính chú con để coi đi hết nhà đâu có thấy. Nãy giờ con quay sao lưng nè. Chú chịu nè. Đây là chú trưởng ban của Thanh Mỹ Tây không quý vị. Rồi gái chúc chú ăn ngon miệng nha. Dạ dùng trước thôi mấy chú ơi. Dạ dùng trước thì chứ. Ông nói mình đứng đóng hả? Đứng chợ ông lên phải không? Chúc đồng đạo ăn ngon miệng nha. Mai ngồi dùng luôn. Rồi dùng trước đây. Ăn ngon miệng nghe ông Sáu. Lưu quay đi, hỏi chân rồi anh em kìa.
nhờ gái giường cho mấy chú ăn trước đi, đừng gái nhịn đói không sao. Mấy cô cứ tự nhiên gái quay là gái quay, còn mấy cô cứ dùng tự nhiên. Ồ dạ gái không sao. Dạ chưa. Lớp về thức tim đó. Bữa nay con sức kem này nó bớt rồi đó. Bữa nay hơi dạng dạng hơn một bữa. Dạ, dạ ok con chạy nha. Nó nổi lên nè mà nám hai bên gò má còn kem. Ok con xài kem nó đỡ xuống. Được rồi. Dạ. Dạ khỏe chính ơi. Đó chị dài chứ sang cha. Dạ. Dạ. Dạ nó đồng nha. Dạ. Em qua ngoài này nó cũng đông dữ lắm. Qua ngoài này có 4-500 đông á. Ở thành Mỹ Tây lúc nào cũng đông chứ. Nguyên cái hồ trường mà ngồi tốt hoàng luôn. Đi một phần chí Tâm cái nữa. Gái chí Tâm với Phan Ngọc Lợi. 2 giờ. Dạ, bác dạ. Thank you.
Dạ, ngại chứ.